Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đang theo dõi cả bóng đá. Playa de la Concha, đó là một bãi biển rất đẹp nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, đó là xứ Basque, nơi họ sở hữu cho mình hai đội bóng cực kỳ nổi tiếng, đó là Athletic Bilbao và Real Sociedad. Và cũng ở bãi biển này, cũng từ Real Sociedad, hai con người đã gặp nhau, đó là Mikel Arteta và Xabi Alonso. Họ có lần đầu tiên gặp nhau trong một cái cuộc tỷ thí cho một cái đội bóng ở địa phương, và kể từ cái cuộc đối đầu đó thì cả hai đã gắn kết với nhau cho đến tận ngày hôm nay, và cái mối dây liên kết đó nó bền chặt, và theo như Xabi Alonso chia sẻ thì nó còn hơn cả là một tình bạn nữa. Và giờ đây cả hai đều đang đi chung một con đường và có chung một chiếc cầu nối, đó là Pep Guardiola. Nghe có vẻ rất là mơ hồ, tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao nó lại như vậy trong video ngày hôm nay. Cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng 3 Premier League giữa Liverpool và Arsenal đã kết thúc cách đây không lâu với thắng lợi thuyết phục thuộc về nhà đương kim vô địch nước Anh với tỷ số 3-1. Mikel Arteta cùng các cầu thủ của mình có lẽ đã làm hết sức có thể, nhưng trước sức mạnh của The Cop, Arsenal đơn giản là không thể chống lại một hàng công quá mạnh mẽ. Hôm nay, chúng ta không ở đây để nói về cuộc đối đầu này, mà để hướng về bộ đôi mà có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ sớm thấy họ được đối đầu với nhau trên ghế huấn luyện. Một trong hai người dĩ nhiên là Mikel Arteta, và người còn lại các bạn có đoán ra được là ai không? Đó là một huyền thoại khác của làng tốt cầu, và cũng là một cầu thủ được lưu danh vào sử sách tại sân Anfield, Xabi Alonso. Trong một cuộc thi tài kỹ năng được tổ chức bên bờ biển Playa de la Concha thuộc xứ Basque phía bắc Tây Ban Nha cách đây từ rất lâu, có hai cậu nhóc Xabi Alonso và Mikel Arteta đã vô tình chạm mặt nhau ở lần đó. Dù ở độ tuổi còn rất bé, nhưng Xabi Alonso lẫn Mikel Arteta đã khiến cho tất cả những người chứng kiến phải thán phục trước những gì mà hai cậu bé này thể hiện. Như một mối lương duyên tiền định, Mikel Arteta xin cách Xabi Alonso 3 tháng, và thậm chí ngôi nhà giữa cả hai cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 phút đi bộ. Lớn lên trên cùng một con đường, tìm thấy nhau dưới cùng một bãi biển và thân thiết ngay từ những ngày đầu tiên. Và thế là bãi biển Playa de la Concha ngày hôm đó cũng là nơi bắt đầu cho tình bạn đẹp đẽ của hai cậu nhóc, sau này trở thành một cặp đôi khiến cho người hâm mộ tốt cầu phải nhớ mãi. Sự thân thiết của Mikel Arteta và Xabi Alonso khiến họ trở nên dính chặt với nhau trên mọi nẻo đường, mọi buổi chơi bóng. Để rồi cả Arteta và Alonso đã cùng gia nhập câu lạc bộ địa phương Antigico để tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê về trái bóng tròn. Hai cậu nhóc Xabi Alonso và Mikel Arteta cùng nhau lớn lên trong khoảng thời gian chơi bóng tại Antigico với một ước mơ cháy bỏng rằng một ngày nào đó cái hai sẽ cùng nhau sát cánh trong màu áo của Real Sociedad. Bởi lẽ Antigico như một nơi để các tuyển tập viên Sociedad có thể mang về những đứa trẻ tiềm năng nhất cho lò đào tạo của họ. Chơi cạnh nhau nơi tuyến giữa, bộ đôi Xabi Arteta mang đến cho đội bóng bằng những đường chuyền chính xác và sự sáng tạo trong lối chơi, để rồi giúp đội trẻ Antigico tiến một mạch đến chức vô địch giải đấu. Tuy nhiên, không phải cứ thân thiết thì đồng nghĩa Mikel Arteta và Xabi Alonso cũng thi đấu với trình độ tương tự nhau. Trong khi Alonso được sinh ra trong một gia đình nhà nòi, khi cha của anh là ông Perico Alonso đã từng 3 lần vô địch La Liga trong mùa áo của Sabadell, thì Arteta không hề sở hữu những phẩm chất trời phú như người bạn thân chí cốt. Cậu nhóc với nương già rám nắng hơn so với Xabi, chỉ có thể dùng sự chăm chỉ và nỗ lực của mình để chạm gần đến tài năng của người bạn. Ngay cả khi đó, những huấn luyện viên của Antigua cũng đều hiểu rằng sự khác biệt giữa Xabi Alonso và Mikel Arteta là quá lớn. Với sự giúp đỡ từ cha mình, Xabi Alonso sớm tiếp cận với những cơ hội rõ rệt. Năm 16 tuổi, anh được giới thiệu tham gia vào một chương trình trao đổi học sinh. Cậu ngay lập tức được nhận lời và cùng với một số tài năng bóng đá khác sang Cộng hòa Ireland để học hỏi và tiếp cận với bóng đá ở một góc độ mới hơn hẳn. Trong thời gian đó, Mikel Arteta vẫn phải ở lại quê nhà để tiếp tục chơi bóng. Nhưng khi Xabi Alonso trở về quê nhà sau chuyến trao đổi học sinh đến Ireland, thì mọi thứ lại bất ngờ xoay chiều. Mikel Arteta thời điểm đó được Barcelona quan tâm và họ muốn mang cậu về đội B khi chỉ mới 15 tuổi. Tất nhiên, việc theo của Barcelona là cả một bầu trời khác biệt so với Sociedad, và nếu như gia nhập Barca, Mikel Arteta sẽ có cơ hội được gặp thần tượng của cậu, Pep Guardiola. Vậy là năm 16 tuổi, đôi bạn thân Mikel Arteta, Xabi Alonso lần đầu tiên trong đời nói lời chia tay nhau. Dù mang tiếng khoác lên mình màu áo Barcelona, thế nhưng Mikel Arteta lại không có bất kỳ cơ hội nào để chen chân vào đội 1 khi chỉ mãi thi đấu cho đội B. Sự cố gắng và nỗ lực của Arteta là chưa đủ để anh có được một vị trí cạnh tranh với những người đàn anh cực kỳ xuất sắc như Pep Guardiola, Luis Enrique, Philippe Cocu hay cả người bạn thân đồng trang lứa Xavi Hernandez ở thời điểm bấy giờ. Trong khi người bạn thân phải vật lộn để cố gắng tìm một suất trong đội 1 Barca, thì Xabi Alonso
đã sớm tìm thấy khởi đầu thành công trong sự nghiệp của mình. Xabi Alonso với những tố chất thiên bẩm của một tiền vệ trung tâm đã ngày càng tiến bộ rõ rệt trong những năm tháng tập luyện ở Real Sociedad. Alonso đã có màn ra mắt chính thức cho La Real ở khuôn khổ cúp nhà vua. Ở đầu mùa giải 2021, huấn luyện viên Javier Clement đã đưa Xabi Alonso tới E3 để tích lũy kinh nghiệm. Vào tháng giêng năm 2001, Sociedad nằm ở giữa bảng xếp hạng và vị thuyền trưởng mới John Toshak đã mang Xabi Alonso trở lại cùng niềm tin với tấm băng thủ quân khi chỉ mới 19 tuổi. Kể từ đó, Xabi Alonso trở thành trụ cột của Sociedad và giúp đội bóng xứ Basque tung hoành ở La Liga, đặc biệt trong mùa giải 2002-2003 khi họ cán đích ấn tượng với vị trí thứ hai sau Real Madrid để giành quyền vào chơi Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Cũng giống như Xabi Alonso, Mikel Arteta cũng được mang đi chơi mượn tại PSG để cải thiện kinh nghiệm thi đấu. Chính thời gian chơi mượn ở đội bóng nước Pháp đã giúp Mikel Arteta cải thiện rất nhiều về mặt kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Minh chứng là huấn luyện viên Fernandes của PSG khi đó đã dìu dắt Arteta trở thành một trụ cột của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Để rồi kết thúc mùa giải 2001-2002, Mikel Arteta cũng chính thức rời Barca, gia nhập ông lớn của Scotland là Rangers và có được những thành công nhất định tại nơi này. Mikel Arteta sau một khoảng thời gian khoác áo Rangers cũng đã có dịp trở về quê nhà đầu quân cho Sociedad, nơi mà anh sẽ tái hợp với người bạn thân Xabi Alonso. Những tưởng cả hai chàng tiền vệ lớn lên cùng nhau ở Spurs sẽ tái xuất một lần nữa lên tuyến giữa, nhưng oái oăm thay, họ chỉ có thể cùng nhau thi đấu cho Sociedad trong vòng 6 tuần lễ. Tháng 8 năm 2004, Xabi Alonso chính thức chuyển đến Liverpool đi kèm với bản hợp đồng trị giá 10,7 triệu bảng. Giới truyền thông ngày đó cho rằng Rafael Benitez đã cố thuyết phục Xabi Alonso về với sân Anfield, nhưng thực sự chính Mikel Arteta mới là người đã khiến cho Xabi Alonso quyết định chọn Liverpool. Theo tâm sự của Alonso, Arteta đã khuyên anh nên gia nhập Premier League để phát triển sự nghiệp, và sự có mặt của Benitez lúc đó thúc đẩy thương vụ này trở nên nhanh chóng hơn. Bởi trước đó, Xabi Alonso nghĩ đến việc gia nhập Juventus thay vì Liverpool. Mikel Arteta thêm một lần nữa chứng kiến việc người bạn thân của mình rời đi, nhưng bản thân của anh cũng không có nhiều cơ hội đá chính tại Sociedad. Chỉ nửa năm sau đó, Mikel Arteta gia nhập Everton theo dạng chơi mượn và chính thức trở thành cầu thủ của The Toffees mãi cho đến năm 2011. Đội bạn thân năm đó từ giấc mơ thi đấu cùng nhau sát cánh ở Real Sociedad, giờ đây lại phải đối đầu trong những trận derby nảy lửa của vùng Merseyside. Khoảng cách địa lý giữa Mikel Arteta và Xabi Alonso vẫn rất gần nhau, nhưng trớ trêu thay, họ lại khoác lên mình hai màu áo đối lập, đỏ và xanh của thành phố cảng. Trong mỗi trận derby sống còn của vùng Merseyside, Xabi Alonso và Mikel Arteta không thể tránh được cảnh đối đầu nhau, nhưng sau khi trận đấu khép lại, họ lại cùng nhau tận hưởng bữa tối. Xabi Alonso kể rằng, người đầu tiên mà anh thông báo khi quyết định rời Liverpool chính là Arteta. Trong khi đó, ngày mà Xabi Alonso cùng với Liverpool tạo nên màn trình diễn không tưởng ở đền Istanbul huyền diệu 2005 với chiếc vô địch Champions League, Mikel Arteta đã chia sẻ: "Hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy. Liverpool đã vô địch, chúc mừng cậu ấy." Và thời gian còn thi đấu cho Liverpool, Xabi Alonso cũng dành rất nhiều lời có cánh cho người anh em của mình. "Cậu ấy rất quan trọng trong đội hình của Everton và luôn là người tạo ra sự khó khăn cho đội của tôi mỗi lần cả Liverpool và Everton đụng độ nhau." Về sau, khi Mikel Arteta gặp đến Arsenal, hay Xabi Alonso trở về quê nhà để khoác áo Real Madrid, rồi đến Đức thi đấu những năm tháng cuối cùng cho Bayern Munich, tình bạn keo sơn giữa cả hai luôn được duy trì. Có thể nói, giai đoạn trên chính là những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của cả Xabi Alonso và Mikel Arteta. Mikel Arteta dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger đã luôn giúp Arsenal thường xuyên có một vị trí trong top 4 qua mỗi mùa giải, và điều đặc biệt là hai chiếc cúp FA cũng như hai danh hiệu siêu cúp Anh trong cả hai năm 2014-2015. Với Xabi Alonso, khoảng thời gian khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia Madrid là minh chứng cho vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế hệ của anh, đặc biệt là những năm tháng vinh quang ở cấp độ đội tuyển với Tây Ban Nha cùng với ba chiếc vô địch lớn liên tiếp. Bằng nhãn quan siêu hạng của một tiền vệ trụ, Xabi Alonso luôn thể hiện được sự điềm tĩnh đến lạ thường trong từng pha bóng, nhưng độ hiệu quả lại cực kỳ cao và luôn mang đến sự khác biệt cho đội nhà. Dù kể cả khi đã đi đến chặng đường cuối cùng của sự nghiệp với Bayern Munich, Xabi Alonso vẫn luôn để lại những dấu ấn vô cùng tuyệt vời trong khoảng thời gian anh và Pep Guardiola cùng nhau làm việc tại nước Đức. Thời điểm Mikel Arteta chia tay Pep Guardiola để trở thành huấn luyện viên trưởng của Arsenal, Xabi Alonso cũng chính thức là một trong những ứng cử viên hàng đầu trở thành trợ lý của vị chiến lược gia xứ Catalonia. Dù sau đó, Juanma Leo đã sắp vào chỗ trống mà Mikel Arteta để lại tại Man City, nhưng Xabi Alonso với công việc huấn luyện viên đội B Real Sociedad vẫn luôn nuôi dưỡng khát khao bước theo con đường mà Pep đã từng làm, và ngay cả sự thành công mà người bạn thân của anh Mikel Arteta đang có được cùng với Arsenal. Arteta từng chia sẻ: "Những người bạn luôn quan trọng trong cuộc sống, nhưng thật không dễ để bạn có một người bạn thật sự. Bóng đá có thể mang chúng ta đến một nơi xa lạ nào đó, có thể sẽ chẳng thể nào được gặp lại cả của mình trong 4 đến 5 năm, nhưng các bạn sẽ luôn luôn thân thiết với nhau như một thứ tình cảm, chắc có lẽ nó còn hơn cả tình bạn."
Mikel Arteta cũng chính là động lực để Xabi Alonso theo đuổi sự nghiệp trở thành một huấn luyện viên. Có thể nói, Arteta đã có được những bước đầu thành công trong sự nghiệp cầm quân với hai danh hiệu khi quay trở lại dẫn dắt Arsenal so với người bạn thân của mình. Thế nhưng, với bộ óc thiên tài của Xabi Alonso, cùng với việc anh đã học hỏi rất nhiều từ Pep trong các thời gian chơi bóng tại Đức, chính là nguồn kinh nghiệm quý giá để Alonso có thể bước ra ánh sáng với nghiệp huấn luyện viên. Có thể nói, nếu bãi biển Playa de la Concha là nơi đã tạo nên tình bạn giữa hai cậu nhóc Xabi Alonso, Mikel Arteta vài chục năm về trước, thì giờ đây Pep Guardiola là chiếc cầu nối trong sự nghiệp cầm quân hiện tại giữa Mikel Arteta và Xabi Alonso. Trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp với những cơ hội, sự hụt hẫng hay chính những bước ngoặt mang tên định mệnh, chính tình bạn keo sơn gắn bó đã giúp Alonso, Arteta có được sự nghiệp cầu thủ thành công theo cách riêng của mỗi người. Và giờ đây, cả hai đang có những bước đi khác nhau, nhưng chắc chắn là cùng chung một mục đích, trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong tương lai. Dẫu sẽ còn rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng chúng ta sẽ luôn mong chờ một ngày Xabi Alonso quay trở lại dẫn dắt Liverpool. Và rồi, trước cuộc đối đầu Arsenal, Liverpool, hai vị chiến lược gia, hai người bạn thân, Xabi Alonso, Mikel Arteta sẽ lại trao cho nhau những cái ôm của tình bạn và những màn đấu trí đỉnh cao trên sân cỏ. Ở trong sự nghiệp cầu thủ thì có lẽ như Xabi Alonso và Mikel Arteta họ không có duyên với nhau lắm, người thì đi đường này, người thì đi đường kia. Tuy nhiên, giờ đây thì cả hai đã tạm thời đi chung trên một cái chiến tuyến, đó là trở thành những người trên một cái huấn luyện giống như thần tượng của họ, đó là Pep Guardiola. Và dĩ nhiên rồi, một ngày nào đó khi mà Alonso trở về dẫn dắt Liverpool đối đầu với Arsenal của Mikel Arteta, họ lại trao cho nhau những cái ôm cực kỳ nồng ấm. Một khoảnh khắc không thể nào tuyệt vời hơn giữa tình bạn này. Những đằng sau đó là một cuộc chiến rất cân não giữa hai người bạn thân. Rất mong chờ điều đó. Và nếu thích video này, đừng quên cho chúng mình một like và một lượt đăng ký bên dưới. Đừng bỏ qua nút chuông để không bỏ lỡ những video của Cặp Bóng Đá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.